Mitsubishi Xpander 2018 và Toyota Rush 2018, lợi thế nghiêng về xe nào? Như các bạn đã biết, Mitsubishi Xpander 2018 đã ra mắt thị trường Việt Nam với giá bán từ 550 triệu đồng, trong khi Toyota Rush 2018 sẽ trình làng vào ngày 25 tháng 9 tới. Vậy lợi thế sẽ thực sự nghiêng về mẫu xe nào? Cả hai dòng xe này đều có lợi thế là thương hiệu Nhật và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, giúp khách hàng có nhu cầu mua xe 5+2 đi lại trong thành phố có thêm sự lựa chọn phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng. Mitsubishi Xpander và Toyota Rush đều được phân phối với hai phiên bản 1.5 MT và 1.5 AT. Trong video này, chúng ta sẽ so sánh hai phiên bản Toyota Rush 1.5 AT 2018 và Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2018 trang bị động cơ xăng 1.5 lít đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Nếu như thoạt nhìn bảng thông số kỹ thuật thì Mitsubishi Xpander 2018 có phần nhỉnh hơn đôi chút so với Toyota Rush. Kích thước lớn đi kèm hệ dẫn động cầu trước giúp tận dụng không gian cabin tốt hơn cho xe, đáp ứng không gian đủ cho nhu cầu một chiếc xe gia đình chạy phố. Cả hai dòng xe đều trang bị động cơ xăng 1.5 lít, tương đương các dòng xe trong phân khúc hạng B. Động cơ này phù hợp để đi lại trong thành phố, đi đường trường, không yêu cầu quá nhiều về sức mạnh hay vận hành. Ở mặt trang bị và tính năng trên hai phiên bản số tự động của hai dòng xe đều ở mức cơ bản, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Mitsubishi Xpander 1.5 AT trang bị đèn pha halogen, ghế xe chất liệu nỉ, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng, điều hòa chỉnh tay, khởi động bằng nút bấm. Đối với Toyota Rush 1.5 AT trang bị đèn pha LED, ghế xe chất liệu nỉ, hệ thống giải trí DVD, màn hình trung tâm cảm ứng 7 inch, kết nối USB, AUX, Bluetooth, điều hòa tự động một vùng. Mitsubishi Xpander 1.5 AT trang bị an toàn phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và hai túi khí trước. Đối với Toyota Rush, trang bị an toàn phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và 6 túi khí. So sánh về trang bị tính năng thì Mitsubishi Xpander 2018 phù hợp với những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ thương hiệu Nhật giá mềm, sử dụng để đi lại hàng ngày trong phố, không quá chú trọng tới các tính năng hay tiện nghi và an toàn. Còn với Toyota Rush 2018, mẫu xe phù hợp với người yêu thích xe thương hiệu Toyota, ưu tiên các yếu tố về thực dụng, bền bỉ và trang bị an toàn cao.